Bóng đá nước nhà đang rơi vào khoảng lặng sau những thất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam ở cả sân chơi Asian Cup lẫn vòng loại World Cup. Giờ đây người hâm mộ sẽ đổ dồn niềm tin và sự kỳ vọng vào U23 Việt Nam ở hành trình vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Và người chèo lái con thuyền của đội nhà ở đấu trường này là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong ngày đầu tiên của tháng 4, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải châu lục sắp tới. Những cái tên được vị chiến lược gia người Khánh Hòa chọn mặt gửi vàng đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của U23 Việt Nam và tập luyện song song của đội tuyển quốc gia từ dịp FIFA Days tới nay. Bên cạnh đó, đa phần trong số họ đều là những cầu thủ từng đồng hành với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở các cấp độ đội tuyển trẻ từ U17 đến U19, U20 và gần đây nhất là U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á năm 2023 và ASEAN 19. Trong số này đáng chú ý hơn cả là những gương mặt như thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Đây đều là những điểm sáng dưới triều đại huấn luyện viên Chu Dê khi được chiến lược gia người Pháp trao cơ hội chinh chiến trong màu áo của đội tuyển Việt Nam tại nhiều đấu trường thời gian qua. Với tài năng cùng kinh nghiệm dạn dày, họ dự sẽ đóng vai trò trụ cột của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Thủ thành Nguyễn Văn Việt thường xuyên được huấn luyện viên Chu Dê triệu tập trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, song lại không có cơ hội trổ tài trên sân đấu khi vị trí này gần như mặc định thuộc về Philip Nguyễn. Và với U23 Việt Nam, Văn Việt dự cũng sẽ gặp khó không kém khi phải cạnh tranh với Quan Văn Chuẩn, một thủ môn thường xuyên có được suất bắt chính cho U23 Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. Phan Tuấn Tài chưa cho thấy sự hiệu quả khi thi đấu ở vị trí trái sở trường là trung vệ lệch trái. Chưa bàn về các kỹ thuật, song rõ ràng thể hình không quá ưu tú khiến Tuấn Tài thường thất thế trong các cuộc tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương. Và rõ ràng điều này lại phản ánh sự bất hợp lý trong cách dùng người của huấn luyện viên Chu Dê. Trái với đó, huấn luyện viên Hà Anh Tuấn thường xếp các cầu thủ đá ở đúng sở trường của họ và nhiều khả năng Phan Tuấn Tài sẽ trở lại với phiên bản mạnh mẽ hơn khi thi đấu ở vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái. Khi đó, cầu thủ sinh năm 2001 sẽ phát huy được tối đa điểm mạnh của mình với tốc độ khi leo biên, những quả tạt rất dẻo và những đường căng ngang đầy khó chịu vào bên trong cho đồng đội. Cùng với Phan Tuấn Tài, Thái Sơn cũng là sự lựa chọn tối ưu của huấn luyện viên Chu Dê ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Với sự bền bỉ và mạnh mẽ trong lối chơi, vai trò của tiền vệ sinh năm 2003 trên tuyển được ví như một máy quét thực thụ. Sức bền đáng kinh ngạc của Thái Sơn được thể hiện rõ ở con số biết nói. Ở trận đấu thứ hai gặp Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, tiền vệ này đã di chuyển đến 14 km trong 90 phút, con số cao hơn mức trung bình của một cầu thủ thi đấu tại World Cup 2022 là 10 km. Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Bắc được coi là phát hiện mới của huấn luyện viên Chu Dê. Anh gây ấn tượng mạnh với khả năng đi bóng, tự tin, dũng mãnh, sự quyết đoán khi lựa chọn dứt điểm và khả năng đá phạt cũng rất đáng gờm. Phong thái đĩnh đạc của Đình Bắc trên sân có thể khiến người ta không tin cầu thủ này mới chuẩn bị bước sang tuổi 20. Sự góp mặt của cầu thủ này chắc chắn sẽ gia tăng đáng kể sự đáng gờm cho hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngoài ra, một số gương mặt cũng rất đáng chờ đợi của đội U23 Việt Nam ở giải đấu châu lục sắp tới là tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Khuất Văn Khang được đánh giá cao ở khả năng sút phạt, điều tiết thế trận và đột biến trong các pha tấn công. Lối chơi thông minh, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt của Văn Khang dự sẽ phát huy ở sân chơi châu lục sắp tới. Bên cạnh đó, Thanh Nhàn cũng là một gương mặt đáng được chờ đợi nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2003 sở hữu nguồn thể lực dồi dào với biệt danh người không phổi, luôn tích cực hỗ trợ các đồng đội trong khâu phòng ngự. Thanh Nhàn từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Song đáng tiếc anh lại không nằm trong sự lựa chọn cuối cùng của huấn luyện viên Chu Dê. Trong khi đó, Quốc Việt ghi dấu ấn lớn với hai bàn thắng sau 3 trận đấu cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á. Có lẽ khi đọc hết bản danh sách, nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy khá trống vắng vì không có tên Võ Minh Trọng. Hậu vệ sinh năm 2001 luôn là sự lựa chọn tối ưu của huấn luyện viên Chu Dê nơi hành lang cánh của U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Lý do Minh Trọng không được triệu tập lên U23 Việt Nam ở đợt hội quân lần này không phải vì vấn đề chuyên môn, mà bởi cầu thủ này gần đây không may bị chấn thương khớp vai nên sẽ cần thời gian điều trị và hồi phục. Vắng Minh Trọng, U23 Việt Nam sẽ thiếu đi một hậu vệ có khả năng leo biên và kiến tạo ấn tượng ở hành lang cánh. Để đưa ra danh sách 28 cầu thủ này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chắc hẳn cũng đã phải trải qua cơn đau đầu không hề dễ chịu. Bởi suy cho cùng, đây vốn là những sự lựa chọn của huấn luyện viên Chu Dê trong bản danh sách sơ bộ đã gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á trước đó. Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, một số cầu thủ không được đánh giá cao lại nằm trong tính toán của người tiền nhiệm. Muốn thay đổi, chiến lược gia người Khánh Hòa sẽ chỉ có tối đa 5 lần để vá lỗi và điều kiện là những sự thay đổi phải trước trận đấu đầu tiên của giải 7 ngày. Và nhà cầm quân U23 Việt Nam đã dùng toàn bộ 5 quyền thay người để bổ sung trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Thành Khải, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, Võ Nguyên Hoàng và Trần Nam Hải. Đáng chú ý trong số này có hậu vệ Nguyễn Thành Khải
của SCB Đà Nẵng lần đầu tiên được trao cơ hội. Trước đó, Nguyễn Thành Khải cũng từng nằm trong danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan. Đáng tiếc là ở danh sách cuối cùng, anh đã không được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn. Trong khi đó, Nam Hải mới chấn thương nên không thể tham dự giải. Dù không có được trong tay lực lượng mạnh và ưng ý nhất, song lừa thử vàng gian nan thử sức, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền U23 Việt Nam cập bến mang tên thành công ở giải đấu sắp tới. Và cơ sở cho niềm tin đó dựa vào năng lực cầm quân và sự mát tay với bóng đá trẻ nước nhà của vị chiến lược gia này. Năm 2016, ông đưa U19 Việt Nam lọt tới bán kết châu Á, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé đến U20 World Cup. Sau đó, U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thi đấu khởi sắc ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 khi thắng U20 Úc và U20 Qatar ở vòng bảng. 8 tháng sau, vị chiến lược gia quê Khánh Hòa cùng U23 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Có nhà cầm quân phù hợp, dàn lực lượng tương đối hùng hậu, song yếu tố thành bại của U23 Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào các đối thủ. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, những lá thăm may rủi đưa đội nhà vào bảng D với U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Đánh giá về bảng đấu này, AFC nhận định U23 Uzbekistan là đội được đánh giá cao nhất. Những đối thủ cạnh tranh với họ tại sân chơi châu lục là U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Kuwait. Dẫu vậy, đây vẫn được đánh giá là bảng đấu khá dễ thở đối với U23 Việt Nam. Ngoại trừ Uzbekistan được đánh giá có sức mạnh vượt trội, thì Kuwait và Malaysia đều nằm trong khả năng có thể cạnh tranh với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong lịch sử của giải đấu kể từ khi chuyển đổi từ giải U22 thành U23 châu Á năm 2016 đến nay, Uzbekistan và Việt Nam đều liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết. Thành tích tốt nhất của đội nhà ở sân chơi này là ngôi Á quân năm 2018 và hành trình kỳ diệu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó luôn là một mảnh ký ức đẹp với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Về phía Kuwait và Malaysia, trước khi giành vé đến Qatar, hai đội bóng này mới chỉ trải qua hai lần góp mặt tại vòng chung kết. Trong đó, thành tích tốt nhất của Malaysia là lần lọt vào tứ kết tại giải năm 2018, còn Kuwait thì chưa từng vượt qua vòng bảng. Bởi vậy, nếu thi đấu đúng phong độ thì cơ hội để U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng là khá sáng lạn. Và thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ càng có thêm động lực để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, để không chỉ khẳng định mình ở sân chơi châu lục mà đồng thời còn có cơ hội vươn mình ra thế giới. Theo đó, vòng chung kết U23 châu Á 2024 cũng là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, ba đội xếp thứ hạng cao nhất của giải sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư thua trong trận tranh hạng 3 sẽ góp mặt ở trận playoff với đối thủ là đại diện của châu Phi để tranh một suất đến nước Pháp dự Thế vận hội. U23 Việt Nam sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 8 tháng 4. Tại đây, đội sẽ thi đấu cọ sát một trận với đội tuyển U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4, qua đó hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường châu lục, nơi sự khắc nghiệt và những chông gai đang chờ đợi.